chương 1 Trắng hổ mang Nguồn Mê truyện audio com Trắng hổ mang là loài kịch độc có khổ hình lớn, là đại độc xà, cổ lệ lệ chưa từng nghĩ chính mình lại gặp phải loại rắn này, hơn nữa còn là ở bên trong bể bơi trường học. Nó bò dậy dùng thân thể chính mình làm điểm tựa, đầu rắn tựa hồ ngang bẳng với nóc nhà, cái này có hơi quá, vì sao bên trong bể bơi lại có con quái thú to lớn này, có phải hay không chính mình đang nằm mơ, cổ lệ lệ xoa xoa hai mắt, nhưng nó vẫn đứng ở trước mặt. Thân thể cô bắt đầu run run, nói chuyện cũng lắp bắp. Ngươi ngươi, ngươi là muốn ăn thịt ta sao? Cô rất muốn nói cho nó hiểu, thịt cô không thể ăn, rắn hổ mang thế mà lại nói chuyện, thật sự mở miệng nói chuyện, nữ thần Oa ta là thần bảo hộ của vua pha ra ông, không muốn cho kẻ khác xúc phạm đến hắn. Ngươi nhận lầm người đi, ta gọi là cổ lệ lệ, là người Trung Quốc, không phải Oa Tô Kỳ lạ tại sao chính mình có thể nghe hiểu, thậm chí nó làm sao ngôn ngữ cũng hiểu được. Trắng hổ mang nháy một đôi ánh mắt đáng sợ nói. Xuyên qua ngàn năm thời gian cùng không gian, ta cuối cùng tìm được ngươi, ta sẽ không nhận lầm người, chỉ cần ngươi cứu vua pha ra ông, không cho y -mốt cùng an, su, na tổn hại hắn, như vậy ngươi sẽ nhận được sự ban phúc của thần. Cổ lệ lệ lui về sau một chút, liên tục lắc lắc tay nói, không, không cần, ta tình nguyện không bao giờ gặp lại ngươi. A, à, cổ lệ lệ hét to một tiếng, sợ tới mức xoay người ra sức đạp nước, muốn trốn khỏi bể bơi, nhưng là phần eo đã bị con rắn vòng chặt ở thắt lưng, dẫn theo cổ lệ lệ đứng lên, cổ lệ lệ lớn tiếng nói, buông ta ra, buông ta ra, ta nói rồi ngươi nhận sai người. Cô biết hiện tại mình nỗ lực thế nào cũng là uổng phí dù sao đối mặt là một quái thú to lớn, nhưng là ý thức sống có khiến cô há mồm cắn xuống, da rắn cực cứng, nó cơ bản không chịu một chút thương tổn, cổ lệ lệ thấy hai hàm răng xanh đang tiến đến trước mặt mình, cô nhắm chặt mắt cho rằng cái này xong rồi. Thế nhưng rắn hổ mang lại nói, tính cách ngươi thật bưu hãn, nhất định có thể ngăn bi kịch phát sinh. Ta lại không biết vua pha ra ông, y mốt là ai, cảm thấy chính mình kêu cái tên này thuận như vậy, có chút quen thuộc trong đầu chợt lóe nghĩ tới một bộ phim điện ảnh, có cái tên y -mốt này, hắn ta là đại tư tế của pha ra ông, cuối cùng vì hắn cùng sủng thiếp yêu nhau mà giết vua pha ra ông. Sủng thiếp đó tự hồ chính là An, Su, Namun, vừa rồi rắn hổ mang có đề cập qua, sẽ không khéo như vậy đi, rắn hổ mang đọc được nội tâm dao động của cổ lệ lệ, nói. Ngươi rốt cuộc cũng hiểu, đây là nguyên nhân ta tìm ngươi. Cổ lệ lệ tự hồ có chút hiểu được, nhưng là cô vẫn la lên. Thế giới này có vô số nam nữ xem qua bộ phim này sao không kêu bọn hắn đi. Hơn nữa ta lớn lên ở Trung Quốc, đối với văn hóa của Ai Cập không có chút nhận thức nào, đi cũng không có ý nghĩa. Trắng hổ mang nói. Vì ngươi là Watoda, Watoda của ta, con của ta. A. À, cổ lệ lệ không rõ ý tứ trong lời nói của nó, đột nhiên trắng hổ mang mở miệng rộng nói. Đi ngăn cản tai nạn này đi, ngươi sẽ nhận được thứ ngươi muốn nhất cổ lệ lệ còn chưa kịp phản đối, người đã bị nhét vào xà khẩu, miệng rắn. Cổ lệ lệ thấy chính mình bị nuốt xuống, lớn tiếng nói. Nói nhiều như vậy còn không phải muốn ăn, vì sao không động thủ sớm một chút. Khi nói chuyện cổ lệ lệ nuốt vào chất lỏng kỳ quái, cảm thấy cả người nóng lên, bất tỉnh giấc mộng này thật rất kỳ quái, nhất định là do quá mệt nên thiếp đi, có phải ngủ quên trong hồ không? hy vọng chính mình sẽ không hồ đồ như vậy, ngày mai còn có hai buổi thi đấu bơi lội, cổ lệ lệ năm trước là quán quân, năm nay cũng không muốn kém hơn. Đột nhiên cảm thấy mình bị cái gì cố định lại cơ thể, cô dãy dụa muốn đứng lên, không cần chống đối ai xa, người đã thua dưới tay ta. Một cô gái dùng ngôn ngữ xa lạ nói với cô, cổ lệ lệ mở to đôi mắt, liền thấy mình bị người đè áp trên đất, mà người kia lại mang một mặt nạ kỳ quái, hiện một đôi mắt sáng ngời. Càng sáng người là trên tay cô ta cầm một đoạn đao, dơ thật cao muốn đâm xuống. Cổ lệ lệ sợ tới mức hét lớn. Đây là đồ cái gì a? À? Vì sao chính mình lại dùng cùng ngôn ngữ với cô gái này? Chẳng lẽ chính mình thật sự xuyên? Cô gái kia lạnh lùng nói. Còn không nhận thua sao? Cổ lệ lệ đối với cái đao này thật sự sợ hãi, lập tức nói. Ta nhận, ta nhận còn không được sao? Không cần cầm cái chui đao chói lọi này đối với cô nếu như thật sự đâm xuống thì sao bây giờ một cô gái khác có chút run run tuyên bố người thắng An Su Namun xa bại trận bị trục xuất khỏi cung trở thành nữ nô hạ Ai cập An Su Namun chẳng lẽ cô gái đối diện này chính là người si tình nhưng rồi lại phản bội đại tư tế cái kia An Su Namun đang suy nghĩ An Su Namun đem mặt nạ bỏ xuống làn da màu tiểu mạch sắc tóc đen nhánh xinh đẹp vô luận thế nào đều thể hiện sự trẻ trung thanh lệ, cô ta giờ phút này hướng đến đám người xem, vung mặt nạ lên đầy kiêu ngạo, sau đó nhìn Aisha liếc mắt một cái nói. Ngươi không xứng làm kẻ thù của ta, như vậy liền dễ dàng nhận thua. Cổ lệ lệ không nói gì, thế nào vừa đến đã trở thành kẻ thù của An, Su, Namun, như vậy chẳng phải muốn hai người đấu đá nhau sao? Nếu thật giết An, Su, Namun, Đối tượng trả thù của Y Mốt chẳng phải biến thành chính mình, Cổ Lệ Lệ hiện tại một câu cũng không nói nên lời, mê man bị người lôi ra khỏi sân, đồng thời cảm thấy có thứ gì từ trên mặt mình rơi xuống mặt đất, nguyên lai like cũng là một cái mặt nạ kỳ quái, lúc này Cổ Lệ Lệ mới chú ý tới nơi này, kiến trúc nhìn giống sân thi đấu La Mã, giữa sân quyết đấu đúng là cô cùng An, Su, Namun, sân thi đấu có rất nhiều người, trong hoàn cảnh lạ lẫm cô bị kéo xuống đồng thời đỉnh. Đầu như xoay tròn, không biết là bị thương ở đâu, đầu phi thường choáng váng, cô đang tìm y mốt nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu, sau khi bị kéo dài ra bên ngoài, bị người ném vào một bên, cô miễn cưỡng đứng lên thì phát hiện xung quanh có rất nhiều cô gái khác giống cô. Các nàng ôm nhau khóc trống, một người hét lớn. Nếu bị đưa đi hạ Ai Cập làm nữ nô, không bằng chết cho rồi. Người nọ nói xong liền chạy ra khỏi đội ngũ, bên ngoài có binh lính Ai Cập trấn thủ, bọn họ thấy cô ta chạy ra liền trực tiếp xuất đao, giết, của lệ lệ lắp bắp kinh hải, này đến tột cùng là thế giới gì, vì sao nói giết liền giết. Nhìn thấy huyết tinh đầy đất cùng thi thể cô gái lúc nãy, cô ngồi vịt ở trên đất nghỉ, này chính là mộng du, mộng du tâm thầm cáo chính mình, rất đau, như thế nào cũng không phải là mơ, chính mình thật sự xuyên không. Còn xuyên đến Ai Cập cổ đại, địa bàn của pha ra ông, bất quá hiện tại làm sao bây giờ? Hay là kêu to? ta không phải người nơi này thả ta ra sau đó giả làm con gái sông ninh trở thành mục tiêu bị nam nhân tranh đoạt đương nhiên cũng có khả năng bị trực tiếp giết chết hoặc là có thể xem trước tình huống rồi nói hít mấy hơi ổn định lại khí quản quyết định sau đầu tiên xem xem chuyện gì xảy ra với nữ nô ai cập tác giả có chuyện muốn nói chương một liền cùng an su nam đấu nhau bi thương a người ta dù gì cũng là nửa nữ, nữ nhân vật chính Chương 2 Imut Nguồn Mê truyện audio.com Nữ nhân Ai Cập đều ăn mặc thực sự đơn giản, quần áo bằng vải bố dài đồng màu trắng và một căng dây lưng mà thôi. Hai cẳng chân để lộ, thập phần mê người của lệ lệ hiện tại tên gọi Aisha, còn chưa có nhìn thấy tướng mạo của bản thân, cũng đã bị một sợi dây thừng trói hai cổ tay. Cô chỉ chú ý đến làn da cũng là tiểu mạch sắc còn khá là tinh tế chính là không biết bọn họ muốn bắt các cô đi nơi nào vì sao liên tục đi trong sa mạc ngay cả một miếng nước cũng không cấp cô bây giờ đang chịu đựng cái khác nhưng còn tiếp tục như vậy thì cũng chết khác không thể kháng nghị nếu không thì sẽ bị đánh chết cô đã tận mắt thấy có người xin chút nước mà bị hung hăng đánh cô nhìn thẳng đến một ốc đảo bọn họ mới cho các cô uống nước nhưng mỗi người cũng chỉ cho uống mấy hớp đang cố gắng phấn đấu thì từ xa một đội ngựa chạy tới đội ngũ liền dừng lại giữa đội ngựa có một người tháo mũ áo choàng xuống nói mang aisha đến gặp ta aisha quay đầu kỳ quái nhìn những người này vừa khéo thấy hắn tháo mũ trùng xuống dĩ nhiên là một cái đầu bóng lưỡng nhìn cái đầu trọc cô liền liên tưởng đến kẻ bất lương hòa thượng đầu bếp nếu nói hắn là kẻ bất lương cả người lại lộ ra vài phần giả mang cùng văn nhã nếu gió không thổi bay áo choàng hắn làm lộ ra da thịt màu đồng cô sẽ nhận định hắn là ngoại quốc thân sĩ nếu nói hắn là hòa thượng, nhất định là rượu thịt hòa thượng. Khí sắc hồng nhuận, cớ bắp cùng góc cạnh thể hiện rõ ràng, vài phần giả mang. Nếu nói hắn là đầu bếp, Aisha khẳng định ý tưởng này không đáng tin. Bất quá càng nhìn càng thấy quen mắt. Đặc biệt làm có thể làm cô bị hai tên vệ binh cường ép đến trước mặt hắn thì cô khẳng định. Hắn chính là nhân vật phản diện đại bốt trong màn ảnh. Imut là một trong những nhân vật phản diện làm người ta đau lòng nhất. Vì tình yêu mà đợi chờ ngàn năm. Cuối cùng lại bị chính người mình yêu phản bội, tìm ta, chuyện. Gì? Nàng hoài nghi hỏi, y mốt nhảy xuống ngựa đến bên người cô, theo góc độ nâng ánh mắt của cô vừa khéo nhìn đến phần eo trở xuống đùi hướng lên trên bộ vị này của hắn, thoa. Tự suy nghĩ nha, Aisha lựa chọn cúi đầu mà y mốt đem đầu cô nâng lên, nói. Trân châu của sông Ninh Aisha, vì sao phải thấp kém cúi đầu? chẳng lẽ ngươi cam chịu đi hạ Ai Cập làm nữ nô cũng không nguyện giao ra thứ kia sao? Xem ra thân phận của cơ thế này cũng không bình thường, nhưng hắn muốn cái gì từ mình, thứ gì? Y mốt thần bí hiếp hai mắt lại đứng lên, hắn mỉm cười mê người cười nói. Chẳng lẽ ngài muốn trở thành đồ chơi của binh lính hạ Ai Cập sao, đó là nguyện vọng của ngài. Ta thực vì cha của ngài mà thương tâm, tuy rằng ngài ấy đã chết nhưng cũng là một thân chiến sĩ bất khuất mà con gái của ngài ấy chẳng những thua trận mất đi cơ hội ở bên cạnh vua ông, còn sa đọa đến mức muốn đi hạ ai cập dù ngài ấy đã chết cũng phải khóc tỉnh sa rửa tay lắng nghe những lời này làm cô đối với quan niệm của imốt cùng thẩm mỹ đều thưởng thức đến thú vị y mốt thấy cô không nói gì thẳng lưng nói xem ra linh hồn ngươi đã mất rồi hắn vung tay ý bảo vệ binh kéo cô xuống hướng đoàn nữ nô tiếp tục đi chờ một chút ta không muốn đi hạ ai cập Aisha lập tức tỏ vẻ chính mình không muốn trở thành cái gì đồ chơi của binh lính ít nhất cô phải ở lại đây để ngăn cản bọn họ giết vua pha ra ông a trên mặt imốt lộ ra một tia vui mừng hắn vội bảo vệ binh đem người trở về nói được chỉ cần ngươi giao ra vật kia ta lấy danh nghĩa là đại tư tế imốt sẽ thả ngươi tự do Aisha thật cao hứng bởi vì không có thứ gì so sánh với tự do đáng tiếc cô từ khi đến nơi này bản thân đã không tự do vì thế cô mở miệng cười nói, "Kỳ thật ta muốn nói, ta còn không biết thứ kia ở đâu." Cô tin rằng nói thế này bất kỳ kẻ nào cũng không chịu nổi, huống chi tên này còn là đại tư tế cao cao tại thượng. Không có biện pháp, cô nhanh mồm nhanh miệng, xem ra cũng chỉ có thể bị đánh, nhưng là đại tư tế y mốt thế nhưng chỉ hạ khóe miệng, nói, "Aisha, ngươi là đang khiêu chiến tính nhẫn nại của ta." Aisha lập tức dùng sức lắc đầu nói, Kỳ thật là như vậy A à, chính là hôm nay ta cùng an su Namun quyết đấu thì đầu bị thương trong lúc nhất thời có chút không nhớ được cho nên chỉ cần ngài đem ta mang về ác cũng từ từ nhớ ra đến lúc đó ta nhất định sẽ nói cho ngài y mốt lạnh lung nói không cần ở trước mặt ta nói dối ngươi sẽ bị tử thần mang xuống địa ngục Aisha là người hiện đại, không sợ cái đó nhưng nàng vẫn giả vờ rất sợ nói đó là sự thật đại tư tế, ta không dám nói dối. Thoa. Đoạn này là y mốt tự thuật nên dùng nàng nhé. Y mốt nhìn cô gái nửa quỳ trên mặt đất. Trước kia nàng là vị tiểu thư quý tộc cao cao tại thượng, ngạo mạn tùy ý của Ai Cập. Nhưng là dung mạo của nàng hiếm thấy xinh đẹp, làm pha ra ông tâm động. Đáng tiếc tùy hứng quá mức, thanh danh cũng rất xấu, không thể trở thành vương hậu Ai Cập. Gần đây cha nàng vì lấy cấp bảo vật của pha ra ông mà bị xử tử, mà nàng lại bị pha ra ông giữ lại trở thành nữ nô trận quyết đấu kia vì nàng mà chuẩn bị chỉ cần nàng thắng thì sẽ trở thành nữ nhân của pha ra ông đem chung thân trở thành đồ chơi của hắn nhưng thân phận vẫn là tôn quý sẽ không ti tiện đến mức bị các nô lệ ai cập ô nhục nhưng là nàng lại thua điều ấy làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn xa cúc khi bị đánh bại nàng như mất đi linh hồn cao ngạo nàng bất chợt ngây ngô cười si ngốc ngơ ngác bị kéo đến kéo đi càng đáng buồn là nàng ở trước mặt hắn lại cúi đầu, thân là quý tộc nàng căn bản sẽ không làm hành động đó, có lẽ nàng đã sa đọa, như vậy khả năng khống chế tốt hơn một chút. Nhìn bộ dáng hiện tại của nàng, cao hứng nhất hẳn là pha ra ông, hắn rốt cục có thể được trân châu, được rồi, ta đem ngươi trở lại thép, nhưng ngươi không có quyền tiến vào hoàng cung. Y mốt nói, đã biết. Hoàng cung có thể không đi, chỉ cần có ngươi trong phạm vi là được. Aisha đối y mốt mỉm cười, hắn đột nhiên cảm thấy có cái gì đó rất thâm sâu trong mắt cô, đó là cái gì hắn cũng không rõ, đưa một con ngựa cho nàng, chúng ta lập tức trở về. Y -mốt phân phó xong liền chính mình lên ngựa, nhưng Aisha vẫn đứng bên con ngựa kia, có lẽ trước kia Aisha biết cưỡi ngựa, nhưng hiện tại là cổ lệ lệ, đánh chết cô cũng không biết thế nào để trèo lên. Y mốt ở trên ngựa nói, "Sao thế?" Aisha thở dài nói, thưa đại tư tế, thân thể ta bị thương sợ là không khống chết được con ngựa này, nhất là giả thú A, y mốt nhìn binh lính, bọn họ đều không bằng với thân phận con gái của đại thần, tuy rằng là đã từng nhưng vẫn cần tôn kính, không chắc địa vị cô về sau như thế nào, hắn vương tay nói. Cùng ta cưỡi một con ngựa đi. Aisha thập phần vui vẻ vương tay, cùng đại tư tế này ôm hòa cưỡi một con ngựa cô thật sự cao hứng. Chính là bị ôm vào trong ngực cô liền, không dám động cũng không dám nhúc nhích cỡ Ai Cập, trang phục phái nam so phái nữ có phần mát mẻ, nửa người trên cái gì cũng không mặc, chỉ có nửa người dưới mặc một cái váy ngắn dạng gì đó mà imốt mốt bên ngoài tuy khoác áo choàng, nhưng bên trong thật là trực tiếp bị nửa thân trần soái ca ôm vào trong ngực, hơn nửa cô bản thân ăn mặc cũng không nhiều. Da thịt đụng chạm, thật sự làm cho người ta có chút nhỉ nhiệt tâm khiêu, thoa. Kiểu như tâm loạn ấy, trọng yếu nhất là cô lớn như vậy nhưng chưa từng bị ai ôm qua. Chương 3 Miếu thờ thần thánh Nguồn Mê truyện audio com Kỳ thật Aisha không có đi xa, rất nhanh lại về tới thép, tòa thành này có thể nói là giàu có nhất Ai Cập, Aisha ngồi cùng y mốt từ xa đã có thể thấy người và vật. Trung quanh đều là những thứ mới mẻ, không một thứ gì giống với hiện đại, nếu nói giống thì xa xa có thể thấy được thánh điện xà to lớn làm nàng có một chút cảm thấy thân thiết, ngài để ý nơi đó sao? Bởi vì Hạ Ai Cập đang có chiến loạn, cho nên không thể không đem thần điện Qua Tô Đa về Thượng Ai Cập. Khi chính là thánh điện thần xà, được đem lên lúc ngài còn bị giam. Y Mốt giải thích nói, Ai nói, nữ thần Qua Tô Đa. Đúng vậy, xà thần. Ai nhìn hình xà to lớn kia, quả nhiên thế giới này có một nữ thần Qua Tô Đa. Xem ra không có đi lầm nơi, bọn họ đến bên ngoài hoàng cung, Y mốt đi vào gặp pha ra ông rất nhanh hắn đi ra nói pha ra ông nói cho ngươi tạm cư ở thần điện Đa, không thể ra ngoài không phải pha ra ông có ý với cô sao thế nào không đem người tiến cung đi suy nghĩ cô lại có chút hiểu được đây là ra oai đánh phủ đầu cô bất quá nơi ở thật sự tốt cô ngược lại chút thoải mái ai xa được Imốt đưa vào thần điện người khác thì không có tư cách đi vào nhưng hắn lại là người phát ngôn cho thần là người trong coi nên mới có quyền lợi này. Nhóm nữ tư tế của thần điện Watoda cũng phân cấp bậc, tư tế cao nhất gọi là A Mẫu, cô ta là người tiếp đón y -mốt cùng Aisha, A Mẫu đại khái chừng 30 tuổi, dùng ánh mắt nâu nhìn Aisha nói. Đã là pha ra ông phân phó như vậy liền để nàng ở đại tư tế đại nhân, pha ra ông còn có ý chỉ nào khác không? Y mốt nói. Pha ra ông phân phó, những việc nặng nhọc nơi này cứ giao cho nàng làm, đến khi nàng nói cho ta biết sự tình mới thôi a mẫu nói vâng aisa nghe thế nói nhưng mà các ngươi khiến cho ta làm làm sống mệt chết ta sẽ không dậy nổi thượng đế chứng minh cô vốn muốn nói muốn chết may mà kịp thời phanh lại không thì đã mất mặt trước đại tư tế tôn quý này rồi y Mốt nói ta mỗi ngày đều sẽ đến xem ngươi đến lúc đó sẽ đem tình huống báo cáo vô pha ra ông aisha có chút hưng phấn nói ngươi thật sự mỗi ngày đều đến y mốt ngẩn ra cô gái không phải rất hận mình sao vì sao trong giọng nói có chút chờ mong nghĩ lại có thể hiểu được kỳ thật nàng là tìm kiếm cơ hội báo thù đi nàng vẫn là kiêu ngạo như vậy hắn liền cho nàng cơ hội này imốt tuy rằng rất không thích làm cuộc sống phức tạp nhưng ngẫu nhiên nhiều một ít tiểu tình thú vị cũng xem như tiêu khiển đây là báo thù a uy đúng Y mốt nói xong nhân tiện nói, chúc ngày hết thảy thuận lợi, gặp lại. Nói xong hắn lễ phép cáo biệt rồi đi, để lại Aisha đáng thương bắt đầu giặt sạch số quần áo nhiều nhất trong đời này. Toàn bộ điện nữ thần Tô Đa có hơn 10 nữ tư tế, một ngày này có hơn 10 kiện quần áo, nếu lại đem đi rồi lấy ra cũng đủ Aisha giặt 2 giờ. May mắn thân phận cái thân thể này trước kia là tiểu thư quý tộc, nên các tư tế cũng không bắt cô phải nhanh tay một chút. Giặt sạch quần áo lại phải đi quét dọn thần điện, Aisha đang quét dọn thần điện thì chỉ vào con tượng rắn hổ mang lớn nói: "Ta tới nơi này vì làm cái này sao? Ngươi ít nhất cũng phải nói cho ta biết Imo đang tìm cái gì ở trong tay ta a." À. Tảng đá hình rắn hổ mang không để ý cô, cô đành phải tiếp tục dọn dẹp, quét dọn qua chính điện cô được phép ăn cơm chiều nghỉ ngơi, cô liền ăn một mâm đồ ăn, sau khi ăn xong liền nằm xuống ván gỗ trên giường vì cô mà chuẩn bị tốt kết quả là nằm xuống liền cảm thấy rất cứng rắn, cô đem mặt dưới lật lên vẫn cảm thấy dựng thẳng cứng như thiết. Rõ ràng đã rất mệt, nhưng là đụng phải chiếc giường như vậy cũng khó mà ngủ được, may mắn thay, lớn lên phía trước có bốn anh trai cô đã bị bắt nạt không ít, đây cũng là chỉ là một chuyện cỏn con so với bọn họ, bình tĩnh lại suy nghĩ. Đếm cừu ngủ, kết quả là buổi tối những ngày sau đó cô đều đếm lông cừu ngủ phía sau thần điện. Bởi vì đối với người Ai Cập lông động vật là thứ ô yếu nhất, cho nên nhóm tư tế rất ít khi chạm vào chúng, mà số lông đó do một vị quý tộc đưa cho nhóm tư tế sử dụng, dù sao cũng cần người kiểm kê số lượng, cứ như vậy Aisa được lựa chọn, dùng một ngón tay đếm số lượng lông cừu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Phía sau đột nhiên có người nở nụ cười nói, "Tiểu thư Aisa xem ra đã quen với cuộc sống nơi này." Aisa quay đầu lại thấy nhiệm vụ của mình, đúng vậy, y -mốt. Nàng nhanh chóng chạy lại lấy lòng đại tư tế, không ngờ ngài tới sớm như vậy. Cũng chưa kịp trang điểm một chút, đương nhiên cũng chưa đến bồn nước nhìn xem mình đến tục cùng mình trong thế nào so với đấu đá với An, Su, Namun. Cô quyết định đi đường tắt, tận lực hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà. Đường tắt là thế nào? Đơn giản thôi, chính là quyến rũ vị đại tư tế này để hắn yêu thích cô. Chỉ cần An. Su, Namun thuận lợi trở thành vương hậu, như vậy cho dù cô rời khỏi hắn, hắn cũng không có lý do đi hạ sát pha ra ông để hạ giận, nhiều nhất chính là biến thành một đại tư tế đáng thương thất tình, về phần y mốt đáng thương, sẽ thương tâm này nọ cô còn chưa nghĩ đến, bởi vì so với về nhà với cảm nhận của người xa lạ vẫn chưa đủ để cô giữ trong lòng, cô là bị bắt đến đây thực thi nhiệm vụ, cũng không phải xuyên qua ngoạn yêu đương. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là y mốt hay không sẽ xem trọng cô. Điểm này là điều quan trọng nhất, y mốt hiện tại có ấn tượng không tốt với cô, vì cô còn chưa giao cái kia cái gì cho hắn Aisha cũng không biết nó là thứ gì Chỉ biết cô nhất định phải giao nó ra Cho dù muốn trái tim cô cô cũng cho Vẫn chưa muốn nói cho ta biết thứ kia ở nơi nào sao Xem làn da trên tay nàng đã sưng đỏ Sắc mặt tái nhật khẳng định là đã bị ra tấn một ngày Nhất định là không thích ứng nổi cường độ lao động này Nhưng cơ hội này phải buộc nàng nói ra vật kia ở nơi nào Aisha cử chỉ uống lượng nói Đại tư tế đại nhân, ta thật sự là không biết, nếu biết ta khẳng định là đưa nó cho ngài. Quá mức nịnh hót, y mốt nghe mà co rúng, hạ khóe mắt, hắn ngược lại càng thêm không tin, nói. Như vậy Aisha lại nghĩ thêm một ngày, ngày mai gặp. Nói xong hắn vẫn là lễ phép lui ra phía sau một bước muốn đi. Aisha thật sự không thích cách sống này, cô nhanh tay giữ chặt y mốt Đợi một chút, có lẽ, có lẽ nếu ngài mang đi đến nơi trước kia có lẽ ta sẽ nhớ ra. Y mốt nghe xong lời này trong lòng nghĩ. Quả nhiên, những lời này dùng ngôn ngữ hiện đại phiên dịch chính là Này cô nương cuối cùng cũng hành động, đương nhiên hắn nhận định hành động của cô không phải là vì muốn quyến rũ hắn, mà là trả thù. Nhưng sự thật cô nương gia nhà ta là muốn tán tỉnh mà không phải trả thù, tác giả có chuyện muốn nói. Lúc này ta nghĩ đến một câu, nữ chủ của chúng ta không phải thánh mẫu Nga. Chương 4 đau nguồn mê truyện audio com sự thật chứng minh không phải ngươi quyến rũ người thì người mắc câu người bình thường chỉ cần ngươi chủ động thì hắn ắt cũng có chút động nhưng vị tư tế này lại hờ hững với cô chẳng lẽ mình không đủ đẹp ai xa vội vàng tìm nơi có nước vụn trộn xem chính mình kết quả phát hiện không phải là khuôn mặt đen bình thường mặc dù màu da vẫn thuộc màu da đặc trưng của người ai cập nhưng đây không phải điều quan trọng trọng yếu là làn da này thuộc loại trắng như trân châu, vô luận thế nào đều ngũ quan xinh xắn, phi thường xinh đẹp, khuôn mặt này so với An, Su, Namun có hơn chứ không kém, nhưng mà vì sao hắn không xem cô lọc mắt? Chẳng lẽ đại tư tế không nhìn người có xinh đẹp? Hay không, mà là tâm ý tương thông? Làm sao để trở thành đối tượng hắn thích đây? Người hiện đại quan tâm là làm sao để tâm đầu ý hợp, tìm được nửa kia thích hợp nhất? Tất nhiên cũng có những cặp hôn nhân trước, Yêu sao, cô hiện tại không có tâm tư đó, mà là quyến rũ hắn, tâm hắn có người còn sợ an. Su Na môn sao, Aisa đi theo Y Mút, cùng vào một sân hoang phế. Nơi này người vào người ra, nhưng phần lớn đồ nơi này đã chuyển đi, cô không biết vì sao đối với nơi này lại có chút cảm giác quen thuộc, nghĩ thầm mình với văn hóa Ai Cập cổ thực không biết gì cả, trừ phi là ký ức của cơ thể này. Nơi đây là nhà của ngài, chắc ngài cũng đã quên đi y mốt thấy cô mờ mịt đứng đó cho rằng nàng đang chìm giữa hồi ức hỏi ừ nhớ được một ít aisha thấy một con đường quen thuộc đi theo con đường đó nàng đến một căn phòng gian phòng này rất lớn bên ngoài là một hồ sen xinh đẹp y mốt cũng đi theo thấy không có người chung quanh liền quay lưng về phía cô hắn nghĩ cho cô một cơ hội báo thù nhưng lại đợi nửa ngày quay đầu lại thấy cô gái kia ngẩn người với cái hồ sen hắn không hiểu vì sao nàng lại bỏ qua cơ hội giết hắn Chẳng lẽ nàng không định tìm hắn báo thù sao? Đang suy nghĩ thì thấy cô gái đang thất thần nãy giờ đột nhiên nhảy xuống hồ sen, vành một tiếng vào giữa hồ. Ao này thông ra sông Ninh, chẳng lẽ nàng muốn chạy trốn sao? Y Mốt nhíu mày cũng nhảy xuống theo, cô gái với dáng người duyên dáng ở giữa một khe đá đang lấy cái gì đó, từ bên trong lấy ra một cái hồng quý báu, chẳng lẽ nàng muốn tìm này nọ, mà thứ này chính là thứ hắn muốn sao? Y Mốt không nghĩ tới cô dễ dàng giao ra như vậy ngược lại có chút kinh ngạc hai người cùng trồi lên mặt nước isa hưng phấn nói tìm được rồi cô trong hồi ức của cơ thể này nhìn thấy bản thân nhảy vào ao nhận định vật mà imốt muốn có liên quan nên nhảy vào tìm quả nhiên bị cô được hai người đứng trước bàn isa đắc ý nhìn thoáng qua imốt đang mở hòm mà imốt cảm thấy trước mắt isa có vẻ nghịch ngợm đáng yêu nàng trước kia rất keo kiệt tươi cười cùng người khác hiện tại lại bất đồng chính là đáng tin sao lúc mở hòm ra y mốt quả nhiên nhẹ nhàng thở ra ý nghĩ của mình là chính xác cô gái này không thể tin được trong hòm là một chuỗi trang sức trăng thú không phải là đẹp giống với vật mà đàn ông hay đeo aisha đem đồ đặt trong lòng bàn tay hỏi đây là đồ ngươi muốn đó sao khóe miệng y mốt co rúm nói thực xin lỗi thứ này không phải thứ ta muốn tuy nhiên ta biết đây là đồ của tướng quân đao cả thép chỉ có hắn có thể giết chết khô lâu điểu thoa chả biết là con gì mình chỉ có thể để y nguyên nguyên văn vì sao y mốt lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình chẳng lẽ là vì cô giấu đồ của người khác chờ chút một cô gái bí mật giấu đồ của tướng quân chỉ có một khả năng đó là cô gái đó có tình cảm với hắn hiện tại cô lại đem đồ của người mà cô yêu thương giao cho một người đàn ông khác có phải rất ý nhị ha ha nếu không phải là vật ngài muốn vậy ném đi cô dùng sức ném về phía sau Kết quả nghe có tiếng người kêu đau từ sau lưng, sau đó cô nhìn thấy một người trẻ tuổi có làn da ngâm đen cao lớn trên tay cầm vòng cổ từ răng khô lâu điểu đi đến, trên lưng hắn đeo một thanh kiếm rất lớn, trên mặt biểu cảm cực kỳ nghiêm túc. Đại tư tế ngài khỏe, không biết vì sao ngài lại mang con gái của phản thần đến đây. Hắn có vẻ rất tôn kính y mốt, chỉ là từ đầu đến cuối đều chưa từng liếc mắt nhìn ai xa đến một cái, y mốt mỉm cười nói. Ra là tướng quân đao, vì tiểu thư Aisha nói muốn trở về nhìn một chút, cho nên ta liền mang nàng đến đây. Đao Aisha cúi đầu, cô vừa làm một chuyện rất rất mất mặt đi, đem đồ trước kia mình giấu đi ném chủ nhân của nó. Nếu là hắn đưa cho cô thì không sao, nhưng nếu không phải, quả nhiên Đao nói. Đây là đồ năm trước ta đánh mất tại Yến hội, vì sao lại ở đây? Aisha cực hối hận chỉ thiếu cho mình một bạc tai, hiện tại cô chỉ có thể đổi trắng thay đen. A, à, chắc là do ta nhặt được, chỉ là quên trả lại ngài, thật xin lỗi. Đao căn bản không tin, mà y mốt ở bên giải vây nói. Đó là sự thật, tiểu thư Aisha vừa tìm thấy nó. Đao nói. Nếu là như thế thì ta sẽ nhận lại. Lại nói. Theo lệnh của pha ra ông nơi này sẽ được thu vào ngân khố, nếu không có việc gì mong ngài mang nàng rời đi đi. Hắn là trung thần của pha ra ông, những thứ gây bất lợi hoặc phản đồ đối với pha ra ông hắn đều câm ghét aisa thấy hắn ghét mình thì quay mặt sang chỗ khác chuyện này không liên quan gì đến cô mục tiêu của cô cũng không phải là hắn hắn vừa đi imut nói giờ ngươi vẫn còn ôm ấp tình cảm đối với hắn sao đừng quên hắn là kẻ thù giết cha ngươi aisa hạ khóe miệng nói ta mới sẽ không có tình cảm gì với hắn chỉ là trí nhớ còn hỗn độn nên tìm nhầm đồ chỉ có ta đã hứa sẽ giúp ngươi tìm vật mà ngươi muốn thì nhất định sẽ làm được. Cô đi trước hướng ra bên ngoài, y mốt đành phải đi theo, đi ra khỏi sân, đại tư tế mang áo choàng mũ kéo cô lên ngựa, lúc này cô nhìn thấy một cô gái đang rượt theo một chàng trai, cô gái lớn tiếng nói: Chàng đứng lại cho ta, nếu chàng mà không cưới ta chắc chắn sẽ hối hận. Chàng trai quay đầu nói: Ta còn lâu mới hối hận. Mặc dù nghe nói rằng ai cập cổ theo quan hệ mẫu hệ mà hình thành, nơi này địa vị phụ nữ khá cao, thậm chí phụ nữ cũng có thể làm quan trong cung. Nhưng là không nghĩ đến sẽ nhìn thấy kiểu rượt đuổi như thế này, ngay cả ở hiện đại cũng chưa chắc gì bắt gặp được, thật là lợi hại. Ai trước kia cùng cô gái này khác biệt quá lớn, trước kia cô hẳn là loại người bên ngoài lạnh như băng bên trong lại tha thiết muốn được yêu thương, khi yêu người ta lại không dám nói mà phải bí mật giấu đồ của hắn mà cô gái này gan lại rất lớn, quan minh chính đại đòi người A, tác giả có chuyện muốn nói. Theo quan niệm thẩm mỹ của người Trung Quốc, nữ chủ cũng không phải thật sự thích thân thể này, nhưng đối với người Ai Cập lại rất xinh đẹp. Chương 5 Dám yêu dám hận Nguồn Mê truyện audio.com Y mốt thế nhưng lại dừng ngựa xem náo nhiệt, hắn hẳn là sẽ không thích kiểu náo nhiệt này đi, Aisha đoán có lẽ hắn quen biết đôi nam nữ đó, nhưng cô sai lầm rồi, hắn nói. Đúng là một cô gái dũng cảm. Nói xong thì thúc ngựa đi về phía trước, một thứ gì đó lóe lên, Aisha giờ khắc này hiểu được thực chất y mốt là thích những cô gái dám yêu dám hận đi. Ngẫm lại An, Su, Namun đúng là như vậy, đương nhiên còn có một chút gợi cảm biết được điều này, Aisha quyết định phải đạt được hình mẫu này nhằm lấy được sự chú ý của hắn. Aisha cảm thấy mình có thể trở thành người dám yêu dám hận, nhưng còn về gợi cảm thì còn chưa được. Xem ra phải học tập thêm, cô âm thầm suy ngẫm làm như nào cho phải, cứ như vậy được y mốt đưa về thần điện, như trước cô vẫn tiếp tục làm những công việc khổ sai ở thần điện, thời điểm nhàn hạ thì tìm chỗ ngồi trước cửa thần điện nhìn ngắm những cô gái có phần quyến rũ, học cách làm thế nào để trở nên gợi cảm. Đầu tiên quần áo vải bố hoàn toàn thiếu thẩm mỹ, Quần áo rộng thùng thình không thể thấy được dáng người. Cho dù thân thể có đẹp đến đâu cũng khó mà hiện ra. Cuối cùng, cô thấy chỉ có quần áo của nhóm nữ tư tế là nhìn khiêu gợi, áo giống như kiểu áo ngực màu trắng, váy trắng tuyệt đẹp xoay quanh hạ thân, còn đính kèm theo những chuỗi hạt châu. Aisa càng nhìn càng thấy thích, vì thế cô tìm A mẫu nói chuyện. Quần áo dơ muốn thay đổi, nhưng A mẫu lại đưa cho cô kiểu quần áo vải bố, điều này làm Aisa cảm thấy rối rắm đành phải hỏi lại lần nữa, a mẫu thở dài. Tiểu thư Aisha chẳng lẽ ngài đã quên rồi? Chỉ có tư tế mới có thể mặc loại quần áo này, nó tượng trưng cho thuần khiết cùng cao quý. Aisha hạ khóe miệng, nói: Thế làm sao để trở thành tư tế? A mẫu nói: Chỉ cần ngài được thần chỉ ra. Aisha không hiểu hỏi: Cái gì là thần chỉ ra? A mẫu nói: chỉ cần ngài được nữ thần qua xem trọng, ngài ấy sẽ truyền ý chỉ xuống. Ai xa nhíu nhíu mày, làm như thế nào được thần chỉ ra? Đề mục quá khó khăn, muốn có quần áo thì trước hết phải trở thành tư tết bằng trước học trang điểm đi, cô học chải đầu, rồi nhẫn nại làm một số kiểu tóc cho chính mình. Mặc dù còn chưa đẹp lắm, nhưng vẫn tốt hơn nhiều, phụ nữ Ai Cập rất xem trọng dung mạo chính mình, bằng không lúc đánh nhau đã không đeo mặt nạ như vậy sẽ loại trừ khả năng khuôn mặt bị thương nếu đã không cho cô mặc quần áo tư tế thế thì cô liền làm một kiểu áo tương tự sớm biết sẽ gặp hoàn cảnh này thì đã chăm chỉ học một chút thủ công rồi chứ đâu như bây giờ khâu khâu vá vá cũng không xong cô định làm một bộ áo ngực bên ngoài viền một chút trang sức nhưng là dây áo ngực cùng những phần cơ bản thật sự khó làm nên mãi mà chưa hoàn thành bỗng nhiên cô có một ý tưởng chẳng phải mình là người trông coi lông dê sao lông dê khá mềm mại không phải có thể làm thành mút đặt bên trong sao. Không những thế nó có thể giúp nâng ngực, lại mềm mại thoải mái. Nghĩ đến là làm, cười hắc hắc bắt đầu bí mật làm tai cập chủ nghĩa lông dê, từ xa đã thấy y mốt đi đến, ai xa biết đại tư tế thì sẽ không thích những thứ không sạch sẽ như lông từ động vật, vì thế cô đem giấu nó xuống một tảng đá rồi chạy lại bên người hắn, cười nói. Đại tư tế hôm nay thật đúng giờ. Y mốt hôm nay có chút ủ rũ, bởi vì ai hôm nay sắc mặt hồng nhuận, hai mắt cũng không còn mê mang, có thần, hiện tại chỉ sợ sẽ không dễ dàng giao ra vật kia. Pha ra ông đã quyết định nếu vẫn không giao ra thì sẽ cho tiếng cung bắt đầu xử phạt Aisha, hôm nay hy vọng ngươi đã nhớ ra nơi giấu bảo vật. Hôm nay đưa ta đi sông Ninh đi, thần sông Ninh có thể chỉ cho ta nơi của bảo vật. Người Ai Cập cổ thực sự rất mê tín, cho nên cô cũng học theo một miệng tín ngưỡng. Y mốt nhíu nhíu mày, Mấy ngày nay hắn đã mang nàng đi ra ngoài khá nhiều, ngoài nhà nàng, thì là những vùng lân cận, nhưng là vẫn không có manh mối gì, vừa bắt đầu hắn cho rằng nàng là muốn trả thù hắn, nhưng là sau mấy lần vô luận hắn để lộ bao nhiêu sơ hở, thậm chí là ở trước mặt nàng ngủ say, nhưng cô gái này cũng chỉ biết yên lặng giúp hắn đuổi mũi, mà không biết dùng đao đâm hắn. Y -mốt cảm thấy mê mang, nàng thật là đã quên thù hận trước kia, sông ninh lặng lặng chảy qua Ai Cập một ngàn năm, nó giúp Ai Cập giao thông tiện lợi, phát triển nông nghiệp, càng giúp pha ra ông trở nên giàu có. Bọn họ cưỡi ngựa đi ra bờ sông Ninh, Ai Sa xuống ngựa đặt tay vào làng nước. Mặc dù đến nơi này cũng đã vài ngày, dần dần cũng quen với cuộc sống nơi đây nhưng vẫn thật nhớ nhà, muốn về nhà thì phải nỗ lực. Cô nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác này, sau đó mở mắt ra buồn buồn nói với Y -mốt. Xem ra thần sông Ninh cũng không cho ta gợi ý gì cả. Y Mốt nhíu nhíu mày nói. Vậy trở về. Aisha tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội để hai người ở chung, nói. Chờ chút, đại tư tế không thấy nơi này rất đẹp sao, không khí tốt, còn có chim bay bay, như vậy thật tự do. Imot không nghĩ đến sẽ cùng cô vung đắp tình cảm gì, hắn còn có nhiệm vụ phải trở về báo cáo với pha ra ông. Nhưng là cô gái này lại nắm chặt cánh tay hắn, không muốn trở về ở Ai Cập cổ, thân thể đại tư tế không phải người nào cũng có thể đụng chạm hiện tại cô có phải hay không quá lớn mật cũng may nơi này không thiếu các cô gái như cô hắn cũng không thấy có gì kỳ quái nói trong thần điện còn có việc ta cần phải chạy trở về hắn đi về phía trước do dùng lực quá lớn nên trực tiếp kéo cô vào trong lòng aisha có chút tức giận cô đứng thẳng lưng đem từng từ từng chữ nói y mốt mấy ngày nay ta làm nhiều thứ như vậy chàng vẫn chưa hiểu sao thoa e hèm từ đây cách xưng hô của Aisha với y mốt đổi thành chàng nhé, dù gì thì cũng nghe hợp hơn là ngươi, tỏ tình rồi mừ, y mốt nhớ lại mấy ngày nay, cô gái này muốn làm gì? Trừ bỏ bắt hắn phụng bồi thì cũng là đi nơi này nơi kia, hắn không nói gì, dù sao Aisha cũng chưa nói xong, quả nhiên Aisha nói, imốt kỳ thật lúc ở ốc đảo ta đã suy nghĩ qua, nếu thật sự đi hạ ai Cập thì không bằng chết. Nhưng lúc đó chàng lại đến từ khi chàng mang ta đem về tâm ta đã trao cho chàng. Từ nhỏ đã được bồi dưỡng từ những tiểu thuyết ngôn tình, mấy ngày nay cô đã lọc ra một bó ý, y mốt lại sợ run sau khi Aisha tỏ tình với hắn, hắn đặt tay trước ngực, cúi đầu nói. Tha thứ cho ta, Aisha, ta thật không nhìn ra. Aisha thật, vô luận thế nào cô cũng chưa từng nghĩ nam nhân vật chính sẽ biểu hiện thế này. Cô ho nhẹ một tiếng nói. Nhưng là, đây là sự thật. Y mốt mỉm cười nói. Ngài đại khái lúc ở đấu trường đã bị thương ở đầu nên quên một số việc, từ nhỏ đại tư tế đã phải tịnh thân trước khi vào thần điện, lấy phụng bồi thần linh làm trọng, không thể kết hôn, lại càng không biết đến cái gì gọi là tình yêu. Tịnh thân, tịnh thân, tịnh thân, hoa. Hiểu hen. Hai chữ này như một khẩu súng bắn xuyên đầu ai xa, không muốn thừa nhận là đại tư tế và đông phương bất bại giống nhau, Tự cung vì đại nghiệp, nhưng nếu thật là như vậy, hắn cùng An, Su, Namun làm thế nào yêu đương vụn trộn, làm sao có thể nha? Chương 6 Xà Vũ Nguồn Mê truyện audio.com Đã kích này làm Aisha trầm mặt một lúc lâu, y mốt nghĩ chắc chắn cô sẽ buông tha cho ý nghĩ này, nghĩ thầm để pha ra ông nói cho nàng nghe, hy vọng nàng có thể nhìn lại tình hình thực tế, đáng tiếc Aisha ngược lại càng tích cực hơn, nói ngay cả như vậy, ta vẫn yêu chàng. Chỉ cần làm hắn động tâm với mình là tốt rồi, không cần biết hắn có làm được việc giữa nam và nữ hay không. Nghĩ thông suốt cô càng hưng phấn, ngay cả thái giám cũng biết yêu nói chi là hắn, y mốt nhíu mày nói. Ngài như thế là vô lễ, không sợ bị thần định tội sao. Ai sa vươn tay hướng lên trời, thề. Ta ai yêu y mốt, vì có thể được bên người ta yêu cam nguyện bị thần trách phạt ở Ai Cập cổ đại rất xem trọng lời thề, bọn họ rất tin tưởng vào thuyết thần linh, lời nói cũng không có nửa điểm bất kính với thần, càng không cam tâm tình nguyện bị thần trừng phạt. Y Mốt sau khi nghe những lời này thì có chút dao động, nhìn cô gái mà mấy ngày nay hắn phải trong chừng cũng có chút cảm xúc. Đồng thời hắn bội phục nàng lớn mật, dù sao cũng chưa từng có ai vì hắn mà chấp nhận bị thần phạt mà ai xa trong lòng nghĩ thầm, dù gì cô cũng là do thần phái đến đây, nếu thật có thần muốn phạt cô thì cũng có vị thần lúc trước che chở dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến cô nghĩ thế càng không sao cả thấy y mốt không nói gì cô liền tiến lên ôm hắn hai cánh tay hắn còn chưa có làm gì thì y mốt đã nhẹ nhàng đẩy cô ra cũng nhàn nhạt nói aisha vô luận tình cảm của ngài như thế nào giữa chúng ta là không có khả năng trừ phi hắn phản bội thần mà aisha biết hắn nhất định sẽ phản bội thần cho nên cố chấp không né tránh ngửa đầu nhìn hắn nói không có gì là không có khả năng vì chàng ta có thể làm bất cứ chuyện gì y mốt xoay người tránh khỏi tầm mắt cô nhưng là cô một bước không rời đi theo sau hắn hắn cũng không quay đầu lại nói aisha ngày càng hẳn là biết pha ra ông sẽ triệu ngài tiến cung đến lúc trở thành người của ngài ấy ngài lại không có khả năng giữ vật kia ở bên người aisha có chút ngỡ ngàng với thông báo của hắn sự tình có chút rắc rối lại thấy hắn lần nữa rời đi trời sinh tính tình asa ương bướng bắt đầu làm loạn nhất định nói imốt ta asa thề ta sẽ an toàn rời khỏi pha ra ông nhưng chàng phải đáp ứng sau này sẽ lo lắng cho ta imốt không nghĩ đến asa sẽ nói như vậy nàng lấy sự tự tin ở đâu mà nghĩ có thể làm việc này hắn cảm thấy như vậy thật kích thích nhưng hắn vẫn nói ta chỉ hy vọng tiểu thư asa mọi chuyện thuận lợi nói xong liền tiếp tục đi cho dù chàng có đáp ứng hay không ta cũng sẽ rời hoàng cung, tuyệt đối sẽ không trở thành người của pha ra ông. Aisha ở sau lưng hắn lớn tiếng nói, y mốt giật mình, kỳ quái, nàng đến tột cùng là muốn trả thù hắn hay thật sự là yêu thương hắn. Tâm tình hắn lúc này thật phức tạp, nhưng vẫn đưa cô về thần điện. Không nghĩ đến là, ngày thứ hai vua pha ra ông lại cho người triệu cô nhập cung. Bi kịch là cô chỉ mạnh miệng nói thế thôi. Về phần làm cách nào để đối phó với pha ra ông thì vẫn chưa nghĩ ra biện pháp. Trên đường đi cô vừa nghĩ, làm sao để pha ra ông không thích mình đây? Nếu cô lại không nói được chỗ giấu bảo vật có khi lại lệnh giết cô. Từ xa nhìn tượng thần rắn hổ mang, nghĩ đến thế giới này hữu lực nhất vẫn là lời nói của thần Linh đi. Sau khi tiến vào hoàng cung, đi theo người dẫn đường đến cung điện của vua pha ra ông. Người dẫn đường bẩm báo vào bên trong. Aisha đã đến. Một giọng trầm thấp. Từ bên trong vọng ra. Cho nàng vào đi. Aisha giờ phút này sợ hãi. Cô còn chưa có nghĩ ra được biện pháp. Cô ngẩn người nhưng là vệ binh sẽ không cho cô ngẩn người. Hai vệ binh trực tiếp lôi cô vào. Khóe miệng Aisha giật giật. Từ lúc đến thế giới này dường như lúc nào cũng bị người lôi tới lôi lui. Thẳng vào bên trong cung điện. Cô nhìn thấy imốt đang đứng bên cạnh pha ra ông. Đương nhiên không có ngẩng đầu nhìn cô bị dẫn tới. Vua pha ra ông là một người đàn ông chừng 40 tuổi nhìn hắn thế nào cũng thật uy nghiêm aisha bị vệ binh đặt ngã trên mặt đất pha ra ông lúc này ngẩng đầu nói aisha ngươi đến tột cùng giấu cái vòng tay ở đâu aisha không nói được cô vẫn còn đang nằm trên mặt đất pha ra ông rốt cuộc mất kiên nhẫn vỗ mạnh lên tay viện cô run rẩy đứng lên tình cảnh này quá mức quen thuộc cũng qua mức áp bức chỉ có cách giả ý chỉ thần trong tình huống này có thể sẽ bảo toàn mình một mạng để hoàn thành nhiệm vụ muốn như vậy thì nhất định phải làm cho giống, dù mất thể diện cũng phải trắng răng chịu. Ai xa run run đứng lên, ánh mắt nhìn trời nhìn đất, rồi bắt đầu nhảy điệu xà vũ. Đây là một vũ điệu mà trước kia Cổ lệ lệ học trong buổi ngoại khóa, chủ yếu là đăng ký sai khóa học. Lúc đó cô muốn đăng ký học võ thuật, thế nhưng cha lại báo danh nhầm vào vũ đạo, do sự sơ ý đó mà cô phải theo học nửa năm vũ đạo. Xà vũ là một trong những điệu nhảy trong đó, đã lâu không nhảy điệu này may mà vẫn nhớ được quần áo phụ nữ Ai Cập thực sự thích hợp để nhảy điệu múa này, nhảy lên cực kỳ đẹp mắt, trong không khí căng thẳng này, tự dưng Aisha lại nhảy như thế làm tất cả mọi người ở đây đều phải mặc danh kỳ diệu đứng lên, nhất là Pharaon. Aisha, Aisha âm thầm cắn đầu lưỡi của mình, dù sao thì cũng đã bắt đầu liền không có biện pháp dừng lại. Dùng giọng khàn khàn có phần hàm hồ nói. Thưa bệ hạ, nữ thần Oatoda chúc mừng ngài có thêm một vị thiếp, nàng tương lai sẽ trở thành vương hậu của ngài dù sao trong phim cũng nói như vậy mình bất quả cũng là tường thuật lại thôi qua tô đa là xà thần mà Aisha gần đây luôn ở trong thần điện cô như vậy thật khiến cho pha ra ông bán tính bán nghi hắn chậm rãi đứng lên nói có thật không hắn mấy ngày nay thật rất sủng ái an su namun nhưng điều hắn quan tâm không phải thứ này đúng vậy Aisha vừa vặn vẹo vòng eo vừa nói trong lòng thấp thỏm không yên hắn Liệu có tin lời nói của mình, Pha-ra-ông nhìn qua đại tư tế. "I-mốt, ngươi thấy lời nói của Aisa có thể tin tưởng?" Xem ra hắn thật rất thành tính với thần linh, nếu không sẽ không suy xét chuyện này, không tin Aisa, Aisa không dám nhìn Imốt, mốt chuyên tâm nhảy múa, I-mốt không biết việc này là thật hay giả, nhưng là nhớ đến chuyện ngày hôm qua thì hắn có vài phần rõ chuyện này có hai khả năng, một là nàng biết rõ hôm nay sẽ bị nữ thần Patoda nhập vào người hai là nàng hoàn toàn giả vờ, hắn do dự, quan sát kỹ điệu múa của nàng quả nhiên có phần phong tình, giả hoạt, sâu sắc, quyến rũ của xà. Xà là tự do, nàng muốn được tự do khi mốt cúi đầu nói. Vân thưa bệ hạ, quả thật là nữ thần Hoa Tô nhẹ nhàng thở ra, dù cho mục đích của y mốt xuất phát từ đâu thì cũng có lợi cho cô, pha ra ông rất là cao hứng, hắn tỏ vẻ chán nản, cung kính nói. Xin hỏi nữ thần Hoa An, Su, Namun sẽ vì ta mà sinh hạ người thừa kế sao đến giờ pha ra ông vẫn còn chưa có con ai xa nào biết ai sẽ sinh hạ người kế vị cho hắn cô dừng lại vũ điệu nhìn thẳng pha ra ông nói ngài vừa rồi đối nữ thần vô lễ ta cự tuyệt trả lời nói xong cô cạch vành một tiếng té ngã trên mặt đất ai xa nhắm mắt lại chờ thời gian trôi qua một lúc rồi ngồi quỳ trên mặt đất nói với pha ra ông thưa pha ra ông tôn kính dù không biết vì sao nô tỳ lại ở đây nhưng xin tha tội vô lễ cho nô tỳ. Tác giả có chuyện muốn nói. Nữ nhân vật chính thực biết đóng kịch. Chương 7 Nhiệm vụ của Đại Tư Tế Nguồn Mê truyện audio com Pha ra ông thật sự thích vũ đạo vừa rồi của Aisha, nhưng hắn lại càng quan tâm về người thừa kế. Đã rất nhiều năm rồi mà cũng chưa có người nào sinh hạ con cho hắn, hắn rất mong thần linh có thể ban cho hắn một đứa con, nói cho ta biết, làm sao để nữ thần Đa lần nữa xuất hiện? Aisa cung kính nói. Pharaon tôn kính, chỉ cần để nô tỳ ở tại thần điện Đa ngày ngày vì ngài và toàn thể Ai cập cầu nguyện, như vậy nữ thần Đa sẽ nghe được lời cầu khẩn của ngài mà xuất hiện một lần nữa. Vua Pharaon tất nhiên là cao hứng, nhưng lại có chút không tin. Aisa, ngươi thật sự có thể vì ta và Ai cập mà cầu nguyện sao? Cha của ngươi là phản thần. Aisha nói: "Cha nô tỳ là tội thần, chắc chắn phải chịu khổ tại địa ngục, nô tỳ muốn thay ông ngày ngày cầu nguyện cho bệ hạ để chuộc lỗi." Pha-ra-ông nói: "Nếu như ngươi đã trung thành với ta, vậy hãy mau đem vòng tay của tử thần đại đế bò cạp giao ra cho ta." Aisha đến bây giờ mới biết được bọn họ là muốn cô giao ra vòng tay bò cạp, trong phim nó là một vật có sức mạnh to lớn, nó có thể cho chủ nhân của nó thần lực của tử thần. Thoa cái này là trong the mumi rơ tung đấy, thứ này thế mà bị người cha trên danh nghĩa của cô trộm mất, nhưng lại không biết vì sao lại trong tay cô, pha ra ông tôn kính, xin tha thứ cho Aisha, bởi lúc quyết đấu đã bị thương đến đầu, có một số việc thực không nhớ rõ lắm. Bất quá khi nô tỳ nhớ ra, nhất định sẽ giao nó cho ngài. Pha ra ông nghe cách nói của cô cùng những gì y mốt thuật lại giống nhau, chính là hắn còn do dự một chút. Tốt lắm, ta liền tin tưởng ngươi một lần, Ta hy vọng vào đêm trăng tròn có thể nghe được ý chỉ của nữ thần qua tô Đa. Đương nhiên, cũng hy vọng ngươi đem vòng tay giao ra cho ta. Đây là lần khoan dung cuối cùng của ta, mong rằng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Vâng, thưa bệ hạ. Aisha nhẹ thở ra, điệu vũ này quả nhiên công hiệu, y mốt lúc này đối với Aisha có vài phần kính trọng, cô gái này quả là thông minh. Lúc nàng đi rời đi, hắn thấy nàng xoay đầu lại nhìn về phía hắn mỉm cười, tươi cười kia giống như có phần hoạt bát khiêu khích như nói với hắn ta làm được rồi sau khi aisha rời khỏi đó pha ra ông nói với imut nàng đúng là một cô gái có sức hấp dẫn lớn đúng không một điệu vũ sống động tươi trẻ tuyệt vời đáng tiếc ta không thể giữ được tâm của nàng imut nói nàng đã nói sẽ nguyện trung thành với bệ hạ hết thảy cũng không cần lo lắng tuy rằng biết rõ đối với tình cảm của nàng không thể đáp lại thấy nàng vì mình mà cố gắng như thế, hắn vẫn nhịn không được mà vì nàng nói mấy câu, pha ra ông lại nói. Hy vọng thật sự là vậy, bằng không trừ phi trở thành nữ nhân của ta thì nàng phải chết. Bệ hạ anh Minh, quyết định của ngài luôn luôn đúng. Y mốt quay đầu liền thấy an. Su, Nam Môn hướng bên này đi đến, dáng người của nàng rất tốt, tràn ngập sức sống, hắn hướng nàng gật đầu một cái, rời khỏi hoàng cung, mà bên này, Aisha sau khi trở về lại phải tiếp tục với mớ lông dê, cô đang nhớ lại những tình tiết của bộ phim xác ướp, bộ phim thứ nhất và thứ hai cũng không có nói cái vòng tay kia được giấu ở đâu, khoảng 20 ngày nữa là đêm trăng rằm, xem tình hình này cô có khá nhiều việc phải làm. Ngẫm lại vài tình tiết nhỏ lúc y mốt cùng An, Su, Namun ở bên nhau, có thể giúp ít nhiều, buổi tối, Aisha thấp sáng đèn trong điện, cố gắng làm cho xong cái áo ngực màu trắng. Mặc thử nó vào người, Tương đối là tốt đi. Ngực cô không lớn, không nhỏ, mặc chiếc áo ngực vào có phần mê người, trách không được gần đây lưu hành kiểu áo trễ ngực, nhưng mà cho người khác nhìn, như vậy, có phải hay không rất gợi cảm. Đối với chuyện này Aisha cũng chỉ rối rắm chừng 3 giây rồi quyết định, chỉ cần có thể khiến y mốt để ý đến mình, hy sinh một chút cũng không sao. Chỉ cần hắn còn là đàn ông, cho hắn ôm vài cái cũng được, dù gì thân thể này cũng không phải của mình, được về nhà là quan trọng nhất cứ thế ai quyết định. Nhiệm vụ này cũng không khác gì một bài tập cả, nếu như ngươi nghiêm túc xem nó là của ngươi, ngươi liền thua, quyết định xong, ngày thứ hai cô liền bắt đầu mặc nó. Tất nhiên phía dưới cô vẫn mặc vải bố màu trắng nhưng gọn gàng từ thắt lưng, cắt gao ôm lấy mông. Toàn bộ đường công xinh đẹp đều hiện ra, ít nhất giờ phút này cô nhìn rất quyến rũ nhưng là mặc thế này làm việc, giặt quần áo, quét rác, đếm lông dê, nhưng vẫn không thấy y mốt đâu, Điều này làm cô rất bướng bực. Hắn không phải nói mỗi ngày đều sẽ tới sao, tại sao giờ lại không thấy đâu, không nhịn được nữa, cô tìm a mẫu, a mẫu liếc cô một cái nói: "Tiểu thư, dù ngài có cái ý tưởng gì thì ngài phải hiểu rằng, đại tư tế là sứ giả của thần." Nàng ấy đã nhìn ra được mục đích của Aisha, Aisha nói: "Ta tất nhiên biết." A mẫu nói: "Trong thành có chuyện, ngài ấy đang bận rộn giải quyết chuyện đó." Aisha có chút thất vọng, y mốt không đến thì một ngày của cô không phải là uổng phí. Nghĩ kỹ cô quyết định đi tìm hắn, liền hỏi A Mẫu. Ta có thể đi ra ngoài không? A Mẫu nói. Tuy rằng pha ra ông đem ngài ở tại thần điện, nhưng ngài đã nhận được ý chỉ nữ thần qua Tô hiện tại có thể tự do ra ngoài. Aisha cảm ơn nàng ta, A Mẫu lại nói. Đương nhiên là sau khi ngài làm xong công việc đã. Cô ho nhẹ một tiếng, xoay người vội vàng đi phơi quần áo. Sau khi xong việc, Aisha liền dùng một cái khăn trùng đầu đi ra khỏi thần điện, xem ra trong thành đang có chuyện xảy ra, chỉ có lẽ tẻ vài người trên đường, hơn nữa đều là đàn ông. Bọn họ thấy Aisha liền kêu lên. Cô gái mau về nhà đi, đại tư tế có lệnh bất luận là ai cũng không được ra ngoài. Aisha gật đầu hỏi. Xin hỏi đại tư tế ở nơi nào? Người đàn ông đó nói. Ở phía trước, Ngài ấy đang bảo vệ toàn bộ thần dân thét. Aisha giả vờ như đi về nhà, sau khi bọn họ rời khỏi thì hướng nơi người đàn ông vừa rồi chỉ. Hiện tại trong thành đang xảy ra vấn đề, lẽ ra là phải tìm chỗ ẩn nấp, nhưng cô càng muốn cùng Imooc có một cái chuyện xưa, không có chuyện xưa thì làm sao có quen thuộc, mà không quen thuộc làm sao có tình yêu, đầu tiên phải khiến cho hắn thấy rằng cô rất quan tâm hắn. Nghĩ thế cô càng đi nhanh hơn từ xa đã nhìn thấy đại tư tế cùng một đám đàn ông đầu trọc đứng ở giữa đường cái một người đầu trọc chạy đến báo với hắn đại tư tế chúng ta đã đưa người rời đi y mốt trong tay đang nâng một quyển sách là kim hoàng sắc aisha chỉ liếc mắt một cái là nhận ra cuốn sách này khả năng là quyển sách linh hồn trong phim thoa chả biết nên gọi là gì cho thích hợp nên gọi là quyển sách linh hồn nhé đây là quyển sách dùng để hồi sinh an su namun đó Hiện tại Imut không phải là đại tư tế tà ác, hắn vẫn là sứ giả bảo hộ của pha ra ông, cho nên quyển sách này hiện trong tay hắn cũng không có gì kỳ lạ. Kỳ lạ là bọn họ sẽ chống lại cái gì, vì sao nó lại ở trong thành thép, tác giả có chuyện muốn nói. Vòng tay là thứ nguy hiểm ở bộ phim thứ hai đó. Chương 8 Như thế nào cường đại? Nguồn Mê truyện audio.com Tình huống có chút ngoài dự đoán của cô chỉ thấy từ xa có cái gì đó trao đảo hướng này mà đi đến. Chờ đến lúc nó đụng ngã tấm ván gỗ hiện rõ thân hình thì Aisha kinh hãi run rẩy, là một đoàn cương thi a, không đúng, trên thế giới này làm sao lại có cương thi, hơn nữa một đoàn mười mấy người chúng nó trên đều cột băng vải màu trắng. Băng vải đó có chút trách, bên trong lộ ra khối thịt hồng hồng màu đen, những băng vải này đều gói gọn từ đầu đến chân, đáng ghét, Aisha che mũi, cái mùi hương này thật là làm cô hỏng mất vào lúc này y mốt cầm quyển sách linh hồn, nói. Ma quỷ, mau trở lại bên người Anubis, bụi về với cát, cát về với đất. Thoa. Anh ấy đang đọc chú văn đoá, vốn là những xác ướp này đang thông thả đi, tìm kiếm đối thủ hoặc kẻ thù, nhưng lại bị quyển sách linh hồn của y mốt công kích, nên tốc độ trở nên nhanh hơn, hướng y mốt vọt tới. Chúng nó lực lượng rất lớn, cũng không sợ bị chém, dù cho đã bị nhóm tăng lửa chém thành hai nửa nhưng vẫn hướng đến Imoth, hình ảnh này thực sự đáng sợ, càng đáng sợ là nhóm tăng lữ gần như không làm gì được, bọn họ đang chặn các xác ướp theo hình vòng cung, đằng sau là Imoth đang đọc chú ngữ. Tuy nhiên, xác ướp đánh lên, làm đội hình bị lộ ra một kẽ hở hướng Imoth, cơ hội tới, nhưng Aisha thật sự sợ hãi. Nếu mình chạy lên làm lá trắng, có phải hay không bị biến thành cương thi, nhìn nửa ngày cô cũng có chút hiểu xác ướp cũng không biến người thành cương thi mà chỉ hút khô máu. Ai xa ở hiện đại ngoại trừ bơi lội thì kỹ năng võ thuật cũng không kém, trình độ phải nói là cao, cho nên lúc trắng hổ mang nói cô bưu hãng, cũng không phải nói bừa, chính là muốn đối mặt với xác ướp cô vẫn còn do dự, nhưng lại nghĩ đến việc về nhà cô liền đứng thẳng lưng, nhìn bốn phía tìm vũ khí, tìm thấy một cây giáo được để. Một bên. Cô chạy đến cầm lấy cây thương đó, rất nặng, vừa vặn có thể dùng để càng quét xác ướp, kéo theo cây giáo chạy đến trước y mốt, hắn có chút run run bất ngờ nhưng vẫn như cũ tiếp tục đọc mặt chữ trên quyển sách. Mà ai nghĩ dù sao cũng đã đứng ra, vậy đánh đi, thân thể này cũng thường xuyên tập luyện thể chất, đem cây giáo chém xác ướp, vừa vặn bổ sung chỗ hổng trong đội ngũ của nhóm tăng lữ, nhưng là xác ướp khó đối phó hơn cô nghĩ, khiến cô ngã xuống hơn nữa còn dùng băng vải cuốn lấy cây giáo, kéo đi, ai sức lực không lớn, như thế liền bị kéo đi qua cô mượn lực hai tay trên mặt đất xoay một vòng đá văn sát ướt, thoa. Ai có học qua karate, hay taekwondo là biết cách đá xoáy hen, lúc này, y mốt đọc. Xuống địa ngục đi, ác ma. Ánh sáng chói lóa đến chói mắt xuất hiện, Aisha đem tay chặn lại ánh mắt. Sát ướp liền chậm rãi ngã xuống đất, biến thành các đá theo gió bay đi. Khi mốt nhìn Aisha đầy hoài nghi, chậm rãi đến bên cô, với bộ dạng này có thể gặp hắn không? Aisha sờ sờ lên khăn trùng đầu của mình, thần bí một chút có lẽ sẽ nổi lên hứng thú, nghĩ thế Aisha liền không nhìn imốt mà đứng lên bỏ chạy, imốt muốn biết cô gái vừa giúp mình là ai, hắn đuổi theo sát hai bước chân thân thủ mau lẹ giữ chặt lấy cô. Chờ chút, bắt được cổ tay của cô, cô gái kia dáng người hoàng mỹ xinh đẹp quay đầu, khăn trùng đầu của cô rớt xuống, hiện rõ khuôn mặt là nàng. imốt ngẩn ra, lúc hắn còn đang mê mang Aisha tránh đi tay hắn chạy đi nhưng là vừa chạy liền cảm thấy chân thật đau. Có thể là vừa rồi đá quá mạnh mà bị đau một chút, vội vàng chạy về thần điện, cô không tin mình cứu hắn trong trường hợp nguy hiểm như thế mà hắn sẽ không để trong lòng. Lần này cô không tin hắn không đến, dùng vải bố bó chân lại cho tốt, cô lại bắt đầu cuộc sống ở thần điện, nhưng lại qua hai ngày cũng không thấy bóng dáng y mốt đâu, chẳng lẽ hắn không có chút cảm động sao? Xem ra phải dùng phương pháp khác, cần phải suy nghĩ thật kỹ bước tiếp theo mới được chính là đang cảm thấy thất vọng thì lúc này có một âm thanh từ sau lưng asa vang lên ta đến nói lời cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta và bảo hộ thần dân thét là imốt hắn rốt cuộc cũng đến asa mạnh mẽ đứng lên kinh hỉ đang xem xoay cười nói ta cứu không phải người dân thét ta cứu chính là chàng mà thôi imốt ta biết chàng đang trốn tránh ta cho nên chờ mãi mà không thấy chàng đâu nhưng là chàng không thể nào ngăn chặn được trái tim ta Y mốt rất bội phục dũng khí của cô vào ngày hôm đó, một cô gái khi đối mặt với quỷ dữ như thế mà không lùi bước khiến hắn rất bất ngờ. Khi nghe nàng nói nàng là vì mình thì có chút tâm có chút dao động, nàng rất xinh đẹp, gợi cảm, thẳng thắn như một đoàn nhiệt hỏa, làm cho người ta dù có xa cách mấy cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ mà nàng mang lại. Đối với đại tư tế tình yêu là cấm kỵ, tiểu thư Aisha hãy nhớ xem vòng tay tử thần giấu nơi nào, nếu không đến đêm trăng rằm sẽ bị pha ra ông trị tội hắn đã cự tuyệt qua một lần nhưng lúc này lại có chút chần chờ mà aisha lại cười nói y mốt cảm ơn chàng đã quan tâm ta tuy là không biết vòng tay tử thần giấu ở nơi nào nhưng là ta sẽ suy nghĩ nghiêm túc chính là suy nghĩ lại rất mệt hay là chàng dẫn ta đi ra ngoài một chút chắc có thể nghĩ ra được điều gì đó y mốt có chút bất đắc dĩ nói aisha aisha thở dài nói được rồi được rồi ta biết chàng không muốn ở bên ta nhưng mà có thể ngồi một không chỉ một lát cô cúi đầu đáng thương hề hề nói không có biện pháp cô đã đợi hắn rất lâu rồi phương pháp để quyến rũ đối phương cô cũng đã tập khá nhiều cô tin tưởng biểu cảm này có thể lừa bất luận kẻ nào hắn ở lại quả nhiên là mềm lòng hắn ngồi xuống một tảng đá ánh mắt nhìn ra xa sông ninh lộ ra tươi cười như vậy cũng rất tốt so với những nơi khác thì thần điện thật sự là một nơi yên tĩnh, ai xa đứng ở bên cạnh hắn, thật sự thì cả ngày suy nghĩ thế nào để bày tỏ tình yêu với hắn, trong lòng cũng không tránh khỏi biến hắn thành người yêu giả tưởng. Lúc này nhìn hắn cũng thuận mắt hơn, đặc biệt lúc đầu không thích cái đầu trọc của hắn, hiện tại lại phát giác đầu trọc cũng là một kiểu soái khí, mấy ngày hôm trước cô có nhớ đến, An, Su, Namun tựa hồ thường sờ đầu hoặc sờ khóe mắt hắn, khi đó bộ dáng hắn tỏ ra rất hưởng thụ chính là không biết mình có nên thử một lần, Aisa vươn tay, muốn sờ thử đầu hắn, nhưng lại nghĩ như vậy thật không phải phép nên chuyển tay ôm nhu hướng khóe mắt hắn, y Mốt thân thủ tốt nhanh chóng bắt lấy tay cô. Nàng Aisa hoảng hốt, nói: "Mắt chàng rất đẹp." Y Mốt từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người tiếp xúc thân thể hắn khen đẹp, thần điện luôn luôn là một nơi an bình cùng nghiêm túc, hắn luôn ở vị trí cao được người tôn kính chưa bao giờ cảm nhận được thâm tình, hắn buông tay, ai liền chạm khóe mắt hắn. Nhẹ nhàng lướt qua, cô liền buông tay thẹn thùng đứng một bên. Mặc dù muốn quyến rũ hắn, nhưng là như vậy bị một người đàn ông nghiêm túc nhìn mình thì cũng không thể không thẹn thùng, khẩn trương, gió sông ninh thổi qua mang mát, từng làn sóng nhấp nhô, một đôi nam nữ nhìn những gợn sóng chậm rãi an tĩnh, nhưng là trong lòng mỗi người lại có những gợn sóng lăn tăng nổi lên, tác giả có chuyện muốn nói mục đích của nữ chủ thật rõ ràng nha. Chương 9 Cùng cầu nguyện Nguồn Mê truyện audio com Bỗng nhiên, từ giữa những bụi cỏ truyền đến âm thanh sàn sạc, Aisha cảm thấy có một loại hơi thở rất quen thuộc. Nó giống như lúc mới đầu cô gặp rắn hổ mang bị bắt đi đến nơi này, trong không khí truyền đến một loại nguy hiểm, khiến cô phải khẩn trương, y mốt cảm nhận được sự thay đổi của cô, liền hỏi. Sao thế? Aisha không trả lời mà hướng về phía phát ra tiếng động, thấy một cái đầu đen đen đang lắc lư dò xét tìm kiếm mục tiêu, hướng về phía Imut. Nhất định là có người khống chế rắn hổ mang để giết chết Imut, cũng không rõ hắn đắc tội với ai, lúc này Aisha nhanh tay đẩy Imut ra. Tránh ra, nguy hiểm. Tê tê, nó đột nhiên nhảy lên vừa đúng lúc Aisha đẩy Imut ra, vặn trúng cổ tay của cô, cô chỉ biết đau xót cho chính mình, thật bi kịch Imut cũng lắp bắp kinh hãi. Nếu hỏi thứ nguy hiểm nhất ai cập là gì thì chắc chắn đó phải là rắn hổ mang, bị nó cắn thì cũng khó mà sống sót. Aisa, Imos vừa tức giận vừa sợ hãi, hắn hét lớn một tiếng niệm vu thuật, trên tay hắn xuất hiện những khí đen tuyền nhìn rất đáng sợ, rắn hổ mang như bị khống chế, không nhúc nhích. Lúc Aisa ngã xuống đất cũng là lúc hắn chém rắn hổ mang ra làm hai đoạn, rồi ôm chặt lấy cô từ trên mặt đất nói: Ta mang nàng vào đại thần điện, ta nhất định cứu sống nàng. Aisha có thể cảm thấy được sự quan tâm của hắn dành cho cô, xem ra hắn không thể không để ý cô gái đã hai lần liều chết vì hắn. Chính là hy sinh thế này có phải hơi quá không? Thân thể Aisha cứng ngắc, tựa vào người hắn mỉm cười xinh đẹp. Y mốt, có thể chết trong lòng chàng ta đã mãn nguyện. Cô biết là rất giả tạo, còn là giả tạo theo kiểu võ hiệp Trung Quốc, nhưng là như thế này không phải khiến cho đối phương vô cùng cảm động. Hắn thực sự cảm động, trước lúc Aisha hoàn toàn ngất đi cô có thể cảm thấy tay hắn run run, hoàng mỹ, nếu như mình không chết thì về sau sẽ dễ dàng hơn, còn nếu chết thì có lẽ sẽ quay về. Vừa mở mắt, đã thấy một cái đầu to lớn của rắn hổ mang đang nhìn chầm chầm mình, Aisha run run khóe miệng nói. Ta không phải là bị con cháu của ngươi cắn chết đi. Rắn hổ mang hừ một tiếng. Ngươi sẽ không chết, ngươi muốn thay đổi suy nghĩ của y bằng cách hy sinh chính mình sao? aisa lường nó nói cái gì mà hy sinh ta chính là quyến rũ hắn mà thôi nếu mình không yêu thì sao lại có tình mà không có tình thì sao gọi là hy sinh rắn hổ mang không muốn tranh cãi với cô chỉ nói trở về đi hắn đang hiến tế lưu lại tánh mạng của ngươi aisa nhanh tay bắt lấy cái đuôi rắn chờ một chút ta muốn hỏi cái vòng tay tử thần đến tột cùng là ở nơi nào ta cần nó để đưa cho y mốt như thế hắn nhất định sẽ tín nhiệm ta hơn. Trắng hổ mang thoát khỏi tay cô, dùng đuôi nhẹ nhàng vỗ đầu cô. Đứa trẻ ngốc, nếu ngươi đưa cho hắn, hắn còn sẽ quấn quyết lấy ngươi sao? Theo lịch sử, hắn hiện tại sẽ phải cùng an. Su Namun, ít nhất là có cảm tình với nhau, nhưng hiện tại tâm hắn hoàn toàn đặt trên người ngươi. Thoa. Giống cha con không, Aisha thực rất tốt, nhưng mà đêm trăng tròn đang kề cận, dù sao cô cũng cần phải biết rõ một vài chi tiết ít nhất cũng phải nói với ta ai sẽ là người sinh hạ con cho pha ra ông ai sẽ là mẹ của người kế vị rắn hổ mang nở nụ cười aisa xác định nó là đang cười nó xoay người vừa đi vừa nói đêm trăng tròn ta sẽ mượn thân thể ngươi cho pha ra ông một lời giải thích đích đáng khoan vòng tay ở đâu a à, aisa muốn bắt lấy rắn hổ mang nhưng là lại bắt được một cái cánh tay cô mở mắt liền nhìn thấy mặt y -mốt gần trong gan tất, nàng tỉnh rồi. Cảm tạ chư thần, để nàng rốt cuộc về với. Y -mốt nói nửa câu, đứng lên, trên tay cầm một con dao gâm hướng về một nữ nô đang bị cục trụ, cầm lấy dao gâm đưa lên, trong miệng không ngừng niệm chú ngữ, hắn dùng lực đâm vào thân thể nữ nô kia, nữ nô hét lớn rồi nghiêng đầu tắt thở, ai xa cơ hồ bị máu phun lên người, khóe miệng run run hỏi. Chàng sao lại giết nàng? Y -mốt không có rút dao ra, hắn khoát tay hướng nhóm tăng lữ đang quỳ trên đất đứng lên kéo thi thể nữ nô kia mang ra ngoài, mà hắn lại vươn tay nói với cô: đây là nghi thức thuần khiết nhất, lấy máu của xử nữ để đổi lấy sinh mệnh trong tay tử thần. Aisha cắn cắn môi dưới, cô biết giá trị của con người của hai thế giới là khác nhau nhưng là như thế này cũng có phần làm người rét run. nửa ngày cô mới có thể mở miệng dùng bộ dáng cảm động nói: cảm ơn đã cứu sống ta. trong lòng không khỏi nghĩ cô gái kia đã chết rồi sao, y mốt mỉm cười, tươi cười ngoài ý muốn này thật sự đáng xem, ai phải thừa nhận là mình có chút thất thần, sợ bộ dáng này sẽ bị người phát hiện cô thẹn thùng nên đành cúi đầu. Nhưng là cô vừa nhìn thấy cái gì, cơ thể nửa người trên không thấy dù chỉ là một mảnh vải nhỏ, da thịt tiểu mạch sắc để lộ cùng những nét vẽ của chú phù. Trước ngực là hai cái bánh bao thịt hoàn toàn lộ ra, ít nhất cũng có chú phù che lại vài phần không hoàn toàn lộ. Cũng may, dưới thân vẫn còn mặc chiếc váy Ai Cập, nhìn thấy tình hình bản thân như thế, cô kẹp chặt hai chân lại, dùng toàn lực lấy tay ôm lấy ngực. Y mốt lúc này cởi áo choàng của hắn ra choàng lên người cô, cũng không có nói lời nào, cũng không giải thích những chú phù này là ai vẽ lên người cô, Ai xa thật phiền não a, à, dù cho không phải thật sự là cơ thể của mình nhưng là để nửa thân người trần như thế trước mặt tăng lữ, đây không phải thật hố cha, chú ngữ? aisha vẫn nhịn không được hỏi cô còn chưa có nói xong y mốt đã quy củ đứng một bên trả lời là ta hắn đột nhiên cảm thấy hắn nên giải thích một chút rõ ràng đối với các cô gái khác hắn không thèm quan tâm đến cảm giác của các nàng nhưng là aisha thì đây là nghi thức thần thánh hắn nói như xác định ý bảo hắn không có nửa điểm tà niệm aisha gật gật đầu cô lại hỏi quần áo của ta đâu y mốt đưa cô vào căn phòng bên cạnh đây là phòng của ta bởi vì đại thần điện không thể để phụ nữ đi vào cho nên lát nữa ta sẽ vụng trộn đem nàng ra ngoài aisha tự nhiên biết điều đó hắn như thế là đã trái quy định tìm được quần áo cô được đưa đến một hồ hoa sen để tẩy rửa chính mình y mốt chờ cô mặc quần áo xong cũng đem áo choàng mũ đội lên cho cô trong đêm tối dục ngựa mang cô đi khi mốt nói nàng là một cô gái dũng cảm không thể cứ giao tâm cho một người như ta Ai xa thấy hắn rốt cuộc nói đến vấn đề này, quay đầu nói với hắn. Tình cảm của ta giao cho ai cũng không nói được, tình yêu không có khả năng muốn mà được. Y mốt bị cô làm cảm động, hay nói cách khác là không biết làm sao để cự tuyệt lúc bị rắn cắn, nàng không sợ sao. Hắn nghĩ rằng nàng sẽ chết, trước cũng có sử dụng chi hồn thuật lên người bị cắn, nhưng cũng không ai có thể trở về, ai xa lại nhíu mày nói. Ta thầm nghĩ chàng gặp nguy hiểm có phải hay không có hiềm khích với kẻ nào imốt chỉ có thể dùng hai chữ cảm động để nói ra tâm trạng lúc này của mình hắn vươn tay ôm chặt lấy thắt lưng cô nhưng là nghĩ đến điều gì đó liền buông lỏng aisha không bằng bây giờ lo lắng cho chính mình đi đêm trăng tròn sắp đến nếu như không làm vừa lòng pha ra ông sẽ bị định tội aisha cười khổ cô thật sự không biết rắn hổ mang sẽ như thế nào giúp mình imốt lúc này đột nhiên đề nghị để nữ thần Oatoda nghe thấy sự cầu khẩn của nàng, ta sẽ dùng danh phận đại tư tế của mình cùng nàng cầu nguyện tại thần điện. Aisha ngẩn ra, cô nghiêng đầu nhìn trời, có phải hay không bánh bao thịt từ trời rơi xuống? Nếu không ăn có phải hay không có lỗi với người xem A, à? Thoa? Mình hoàn toàn không hiểu tại sao là bánh bao thịt. Tác giả có chuyện muốn nói. Không ăn có phải hay không thực xin lỗi người xem A? À? Chương 10 Hôn nguồn mê truyện audio com đàn ông và phụ nữ như nam cực cùng bắc cực tuy rằng nhìn như cách nhau rất xa rất xa nhưng trên thực tế lại có nhiều điểm chung chỉ cần tìm được điểm chung cũng không khó mà ở cùng nhau ai xa một bên dùng cả ngày tìm sự giống nhau giữa hai người kết quả là đại tư tế y mốt ngoại trừ cả ngày ôm nhu cười cười cũng không tìm được gì khác xem ra cũng không dễ dàng tìm được cô ngồi quỳ trên mặt đất học theo y mốt cầu nguyện nhưng là khi hít mắt nhìn bóng dáng hai người trên mặt đất thì giống như một đôi nam nữ đang bái thiên địa chỉ cần cúi đầu là có thể kết làm vợ chồng nghĩ thế aisa liền mỉm cười ai cập cổ cũng không có dùng phương pháp này để kết hôn đang cười cái gì y mốt kỳ quái hỏi aisa vội vàng nói không có gì chỉ là nghĩ làm sao nữ thần watoda cảm nhận được sự cầu nguyện của chúng ta y mốt chớp mắt một cái đột nhiên nói có thể điệu vũ lúc trước của nàng có thể làm người cảm nhận được, muốn một điệu vũ được không? Hắn là thử cô sao? Rõ ràng lúc trước là nữ thần Đa nhập thân thể cô múa, cho nên bản thân cô làm sao có thể múa được, ta làm sao có thể? Aisha cúi đầu bất an nói, mà y mốt mỉm cười, nói: Ta đã nhìn ra được, lúc trước là nàng muốn thoát thân nên mới giả vờ, tuy rằng là đối với thần linh bất kính, nhưng là để lấy sự tín nhiệm của ra ông cũng không phải dễ dàng người ta đã nói như vậy thì cô còn có thể nói cái gì có nói gì chưa chắc người ta đã tin có khi lại phản tác dụng làm hắn dễ dàng nhận ra cô không thực sự yêu thương hắn người yêu với nhau thì không nên nói dối cô nửa quỳ trên mặt đất nói thì ra chàng đã sớm nhận ra ta có thể múa nhưng cũng chỉ có thể vì một mình chàng mà thôi cô đứng lên múa xà vũ y mốt lẳng lặng ngồi một bên tâm tình hắn bỗng không bình tĩnh tâm hắn như bị vòng eo vặn vẹo trước mắt làm động, mà ai khi thấy hắn say mê nhìn mình múa thì càng múa nhập thần hơn, hắn đánh giá nàng quả thật phong tình, kiêu sa, gợi cảm, biểu cảm của nàng làm hắn choáng ngợp, hơi hơi tươi cười, càng nhìn càng cảm thấy nàng cùng xà thần thật như một mà hai, y mốt đứng lên, dù không có tiếng nhạc nhưng hắn cũng muốn cùng nàng khởi vũ. Ai như xà trường đến bên. Một đôi chân thon dài chân trước chân sau đều đều từng bước tiến đến bên người cho đến khi da thịt chạm vào nhau, cô như đang dán sát lên trên người hắn, như thế có phải rất lớn mật. Mặt Aisha có chút hồng, không đợi cho đối phương có phản ứng gì thì thân mình đã lùi về phía sau. Nhưng là y mốt như bị mê hoặc, hắn ôm lấy thắt lưng cô, theo hướng lùi của cô cũng tiến lên một bước nhỏ. Aisha không nghĩ đến hắn thế nhưng lại chủ động, cô ngược lại có chút hoảng, vội lui về phía sau hơn. Y mốt nhỏ giọng nói. Bước nhảy của nàng rối loạn. Aisha đỏ mặt nói chàng ông ta đương nhiên ta sẽ loạn y mốt thấy nàng di chuyển cũng di chuyển nói aisha nàng vẫn còn là nàng sao aisha biết hắn là đang nói chính mình có sự thay đổi quá lớn cười nói bởi vì yêu nên ta thay đổi cô đúng là hiện tại khác xưa cái gì là ngượng ngùng nhát gan cứ thế vứt ra phía sau vì có thể trở lại thế giới của mình cô tình nguyện trái với lương tâm lừa người dối mình hắn hiện tại vẫn chưa yêu cô nếu thật sự yêu, không biết là phải như thế nào đối với hắn. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, tuy là lúc nào cũng nhìn thẳng hắn nhưng chưa bao giờ quan sát hắn tinh tế như lúc này, mắt hắn rất đẹp, cùng loại với nước biển. Nụ cười của hắn có thể đoạt hồn, cho dù là trong phim hắn là đại bốt phản diện nhưng có ai nghĩ đến nụ cười của hắn lại có sức hút như vậy. Hiện thực cho thấy ngoại trừ rất đẹp còn có một tia ấm áp ở thế giới này. Ngoại trừ hắn ra thì cũng không có ai đối với cô cười như thế, như gió xuân thổi qua vùng đất giá lạnh. Động tác hai người đồng thời dừng lại, y mốt nâng cầm cô lên, tựa như bị cái gì đó thúc đẩy đặt môi hôn xuống. Aisha biết rõ hắn sẽ hôn cô, nhưng là không biết trong lòng nghĩ thế nào mà không né tránh. Hai người ôm nhau chặt chẽ không chừa khe hở, từ một nụ hôn nhẹ nhẹ chậm rãi trở nên thập phần kịch liệt cho tới bây giờ Aisha mới hiểu được, thật chất y mốt chỉ có bề ngoài ôn hòa mà thôi. Chứ bên trong hắn là một ngọn lửa chỉ cần châm là có thể đốt cháy người, đầu óc cô hỗn độn, dù bình tĩnh lại cũng không đẩy hắn ra. Chỉ là cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, mặt đỏ như gấc, nóng đến mức có thể nung sôi nước, mà y mốt lại cảm thấy không đủ, cô trúc trắc đáp lại hắn lại càng làm cảm giác trở nên mãnh liệt, ông càng chặt vòng eo của cô càng tiến về phía trước như muốn thảm cô vào trong da thịt, nhưng là tay hắn chợt đụng đến bức tượng xà thần, lập tức thanh tĩnh. Buông lỏng ai xa ra, lập tức cung kính trước tượng xà cúi đầu, rồi liếc nhìn Aisa một cái nói: "Thực xin lỗi, ta không nên ở trước mặt nữ thần Đa đối nàng vô lễ. Vì cầu sự giúp đỡ của ngài, khoảng thời gian này ta chỉ có thể vì nàng cầu nguyện." Aisa run run, nghe hắn nói thế có chút cảm động. Đàn ông nơi này cũng hiện đại đúng là khác nhau một trời một vực. Bọn họ bình thường chỉ biết đi ra bên ngoài dụ dỗ phụ nữ thử nghĩ xem bò không ăn cỏ lại có ai có thể ép bò đi ăn thoa mình nghĩ ý ở đây là bò ăn cỏ nhưng lại cưỡng ép chính mình không ăn ấy mà imốt là một người đàn ông thuộc tầng lớp thượng lưu hắn lại đem hết tất cả lỗi lầm lên trên bản thân hắn nhưng là còn ngay ở trước mặt tượng thần ở ai cập cổ không có ai dám đắc tội thần huống chi hắn còn là người bảo hộ của linh hồn địa ngục Sa lúng túng nói không phải vừa rồi là ta lỗi Yếu chút nữa là đem bốn chữ cố ý quyến rũ nói ra, may mà kịp thời dừng lại, mà y mốt hướng cô như tượng xà thần cúi đầu thi lễ, nói: "Đêm nay sợ là không thể ở lại cùng nàng, tạm biệt." Nói xong vội vã ra cửa, hắn trở lại đại thần điện, trước tượng thần nửa người nửa sói Anubis bắt đầu cầu nguyện, vừa rồi là chính mình không khống chế được bản thân, cho nên hãy đem hết tất cả lỗi lầm lên trên người hắn, cùng nàng không có liên hệ gì. Nàng chính là rất xinh đẹp mà thôi. Thật lâu sau, xa mới có thể liêm diêm ngủ. Chớp mắt được một lúc thì cảm thấy trên giường có cái gì đó đang tiến lại gần cô. Đang ở một nơi khác với thế giới của mình, cô sợ hãi xoay người xuống giường ngã dưới mặt đất, mà một phen lóe sáng từ cây dao vừa vặn găm xuống nơi cô vừa nằm. Đối phương là một cô gái. Trên mặt nàng ta có một cái khăn che mặt, lạnh lùng nói: Aisha, vì sao ngăn cản ta giết y mốt không có hắn xúi dục thì pha ra ông đã không chém đầu đại nhân. Ai ngươi thay đổi rồi sao? Ai biết người này nhất định biết mình, nhưng là đại nhân từ miệng nàng ta có phải hay không là người cha trên danh nghĩa của mình. Nếu thật sự là như vậy, thì cô gái này là ai? Cô gái đó đứng lên, trên cổ tay nàng ta còn có một con rắn hổ mang đáng sợ nói. Ai lần này chính là cảnh cáo, nếu ngươi còn giúp đỡ y mốt, như vậy ngươi sẽ mất sự tôn kính của ta. Nói xong nàng ta nhảy xuống giường, để Aisha một mình ngẩn ngơ giữa phòng. Aisha nhìn thấy nàng ta đi rồi thì ngồi ôm đầu, xem ra thân thể này có vấn đề. Bối cảnh quá mức phức tạp, vòng tay tử thần vẫn còn chưa tìm được thì lại xuất hiện thêm một người, mà mục tiêu của nàng ta lại chính là Imut.